Xin chào các em, chúng ta tiếp tục đến với lesson 3, number one lesson and repeat. Chúng ta tiếp tục nhấn trọng âm từ. Với những từ mà là có hình thức là trạng từ có đuôi ly, chúng ta sẽ nhấn vào âm gốc của từ. Xin mời các em cùng lắng nghe. Page 62. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Loudly. These animals are roaring loudly. Quickly. Those animals are running quickly. 2. Listen and circle. Page 62. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. These giraffes are moving quickly. 2. Those lions are roaring loudly. 3. Let's join. Hãy đến với một bài có vật liệu để ôn tập về các loài động vật cũng như là những hoạt động của chúng. Page 62. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Loudly, loudly, these lions are roaring loudly. They are roaring loudly. Quickly, quickly, those giraffes are running quickly. They are running quickly. Number 4. Read and answer. Đọc và trả lời. It is a nice day today. Ben and his friends are at the zoo because they want to see the animals. They like giraffes because they have long necks and legs. Giraffes can run very quickly. His friend likes birds because they sing merrily. Ben loves peacock because they dance beautifully. Number one, where are Ben and his friends? Ben và những người bạn của mình đi đâu? Chúng ta thấy là họ ở công viên đúng không nào? They are at the zoo. Chúng ta có thể thay Ben và những người bạn bằng they. What do they want to see? Họ muốn xem cái gì? They want to see. Chúng ta trả lời cả câu nhé. The animals. Họ muốn xem các loài động vật. Number 3. Why do they like giraffe? Why do they like giraffe? Tại sao họ lại muốn thích những chú hươu cao cổ? Because they have long necks and legs. Bởi vì chúng có cổ và chân rất là dài. Number 4. Why do his friend like birds? Tại sao những người bạn của cậu ấy lại thích những chú chim? Because they sing merrily. Bởi vì chúng hót rất là hay ạ. Number 5. Let's write. Hãy viết. Today, our favorite zoo animals. Loài những loài động vật ở sở thú ưa thích của chúng ta. Câu hỏi gợi ý. What animals do you like to see and why? Bạn thích xem những loài động vật nào và tại sao? What animals do your brother or sister like to see and why? Bạn hoặc là chị gái của bạn thích xem những loài động vật nào? Anh trai của bạn thích xem loài động vật nào và tại sao? It's a sunny day. My brother and I are at the zoo.
I want to see. See the peacock. Because they can dance. They can dance because they dance beautifully. My brother wants to see the lion because they roar loudly. We really love the animals here. Chúng tôi thực sự là thích những cái loài động vật ở đây ạ. Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo, năm 6 project, phần dự án chúng ta sẽ vẽ tranh cũng như là thuyết trình về loài động vật mà chúng ta ưa thích trước lớp nhé. Hẹn gặp lại các em.